cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm của bên mình, đó là sản phẩm ô long sấy. Sản phẩm trà ô long sấy này thì chuyên để làm trà sữa, có vị rất là thơm ngon. Sản phẩm này chính là sản phẩm để tạo ra món trà sữa nướng hot trend của mùa hè năm 2018. Chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm trà ô long sấy này thì có cái mùi khét rất là đặc trưng, mùi khét thuốc lá rất là mạnh và đặc trưng luôn. Tuy nhiên khi mà pha lên kết hợp với bột sữa cũng như là siro sữa nướng thì nó tạo ra cái vị quyện rất là đặc trưng và tôn lên cái vị của cái sản phẩm siro, tạo ra vị rất là đặc trưng. Chúng ta sẽ bắt đầu vào xem cách sử dụng của nó nhé. Thì sản phẩm trà ô long sấy này thì nó được qua quá trình chúng ta sẽ đi trong các cái bộ trà sữa cũng như bộ hoặc đồ uống của mình thì mình có cái sản phẩm trà mẫu thì mình đã đong đi lại sẵn loa 15 gram. Thì các bạn sử dụng ủ luôn với 500ml nước sôi trong vòng 10 phút thì các bạn sẽ có được cái chất lượng sản phẩm tốt nhất. Sản phẩm trà ô long sấy gong cha nhé. Trà ô long sấy gong cha chúng ta ủ với định lượng là 15 gram cho 500ml nước sôi trong vòng 10 phút nhé. Với khối lượng nhiều hơn thì các bạn thể ủ được 2 lần nước trà. Tuy nhiên khi mà ủ ít thì chúng ta không dùng nước thứ hai nhé. Trong các cái sản phẩm trà mẫu mình có gửi cho các bạn thì các sản phẩm đấy thì đã có đong định lượng đầy đủ. Mỗi một gói là 15 gram, các bạn có thể triển khai ủ luôn để không phải cân đong lại nữa. Chúng ta cho 500ml nước sôi. Và chúng ta ủ trong vòng 10 phút. Sau 10 phút chúng ta bỏ bã trà ra là chúng ta đã có cái sản phẩm trà để chúng ta sử dụng. Nếu muốn sử dụng cả ngày thì các bạn lưu ý là chúng ta thêm 200g đá cho 1 lít nước trà và sử dụng bình ủ trà để bảo quản trong ngày nhé. Chúc các bạn thành công.